Hình ảnh từ 263 camera mới được lắp trên 23 tuyến đường sẽ được truyền về cơ quan chức năng và các quận huyện. Việc thu phí sẽ được giao cho lực lượng thanh niên xung phong để có cơ chế phản ứng nhanh, phạt nguội đối với các trường hợp vi phạm. Trước đó, từ tháng 8 vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thu phí đổ ô tô dưới lòng đường 23 tuyến ở khu vực trung tâm, trong đó quận Nhất có 13 tuyến, quận 5 có 4 tuyến, còn lại là ở quận 10. Việc thu phí thông qua hình thức công nghệ mới, người có nhu cầu gửi xe phải sử dụng ứng dụng My Parking trên điện thoại thông minh.